Đậu gà khá mới mẻ đối với chúng ta. Chúng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, giúp kiểm soát đường huyết, giảm mỡ nội tạng và giảm cholesterol, giúp ngăn nguy cơ mắc bệnh tim. Đậu gà chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ngoài ra còn chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, từ đó kiểm soát lượng đường trong máu và giảm mỡ nội tạng. Protein trong đậu gà giúp tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ xây dựng cơ bắp, từ đó giúp đốt cháy nhiều calo hơn. Với những người đã mắc tiểu đường thì việc dung nạp chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, sẽ làm chậm quá trình hấp thụ đường. Nhờ đó, lượng đường trong máu sẽ được cải thiện. Đậu gà có chỉ số đường huyết thấp và nhiều chất xơ hòa tan giúp kiểm soát tốt lượng đường trong máu và ngăn ngừa biến chứng tiểu đường. Chất chống oxy hóa và chất xơ có trong đậu gà giúp giảm mức cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt. Nhờ đó giúp phòng ngừa nguy cơ gây xơ vữa động mạch, đột quỵ, ổn định huyết áp và nhồi máu cơ tim. Axit béo omega 3 có trong đậu gà giúp bảo vệ tốt sức khỏe tim mạch và giảm chứng viêm cho cơ thể. Hơn nữa, đậu gà còn cung cấp canxi, magie và phốt pho, giúp duy trì sức khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương.